Trong thời gian ở Ấn Độ, Ngài đã học thiền tứ niệm xứ với nhiều vị thầy lỗi lạc. Tại bờ địa Đầu Tràng thì ở chỗ Ngài Munindra, thì Hòa Sư học chỗ Ngài Munindra rất là nhiều về cái tánh tình, đời sống, giáo lý giữa Ngài Munindra, là thầy Vipassana, thầy tứ niệm xứ đầu tiên. Từ năm 1967 đến năm 1975, Ngài Kim Triệu học giáo lý và thiền minh sát với Ngài Anagarika Munindra ở Bồ Đề Đạo Tràng và được Ngài Munindra cưu mang chăm sóc như người mẹ hiền suốt 9 năm. Ngài nói, Ngài Munindra đã ban cho sư lớp vỡ lòng về chánh niệm. Ngài Munindra là người Ấn Độ Bengali, là một trong những vị thiền sư ưu tú nhất của kỷ nguyên truyền bá Phật Pháp sang Âu Mỹ. Ngài cũng là vị du sĩ Ấn đầu tiên đem giáo Pháp Nguyên Thủy trở lại đất nước mà Phật giáo đã khởi sanh và hầu như đã mai một trong 10 thế kỷ nay. Ngài là đệ tử ưu tú, là phụ tá thiền sư của Ngài Mahasi. Ngài hoàn mãn xuất sắc về pháp hành lẫn pháp học ở Miến Điện. Sau đó về Bồ Đề Đạo Tràng dạy thiền và giáo lý cho nhiều môn sinh. Nhiều vị về sau này là thiền sư lỗi lạc. Sư gặp Ngài Munindra năm 1967 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Biết được Ngài đâu do qua một vị phó vua sãi ở Campuchia. Hồi trước Ngài là học ở Na Lan Đà. Vị này là người bạn lành đầu tiên đó. Ngài pháp danh là Khô Sananda. Có giới thiệu sư là tại Bồ Đề Đạo Tràng có một vị thánh nhân. Khi nghe nói một vị thánh nhân vậy, sư tự nhiên phát sanh tâm trong sạch, muốn gặp Ngài. Rồi Ngài Khô Sananda nó mới dẫn sư đi Bồ Đề Đạo Tràng gặp Ngài Munindra. Ngài ở tại một trung tâm gọi là Samanvaya Ashram của người Ấn Độ giáo để giúp cho mấy người nghèo khổ. Mà trong khi mà sư tới đó, Ngài đang ở cây đài Bồ Đề đó, Ngài lễ Phật. Và sư chờ đợi một hồi Ngài mới về. Trời nắng, đang nắng mà thấy Ngài đi về. Gặp Ngài vui vẻ niềm nở lắm. Ngài là một bậc thánh nhân và Ngài có tâm từ, đầy tràn tâm từ. Khi gặp Ngài, Ngài nói cái nhiều nhất vì niệm xứ, nghĩa là chánh niệm đó. Chúng ta thường dùng gọi là tứ niệm xứ. Cái này là chúng ta có phước lắm, có duyên lắm mới gặp được Phật Pháp. Chúng ta hành đúng theo lời dạy của Ngài nữa về vấn đề chánh niệm. Chánh niệm gọi là một sự sống đó. Mình không chánh niệm, không tiến tới huệ. Đôi khi đôi khi bố thí tới đó rồi ngừng ở đó, hoặc thế giới ngừng do đó. Như vậy mình không có thoroughly, không toàn vẹn hết cái lời dạy của Đức Phật. Ngài luôn luôn Ngài nhắc như vậy. Hành tới và tứ niệm xứ thì nó gồm cả bát chánh đạo trong đó. Vì có niệm xứ tự nhiên mà phát sanh trí tuệ được. Luôn luôn Ngài nhắc về vấn đề tu niệm. Rồi nhờ vậy đó mà sư có niềm tin rồi. Sư học với Ngài. Ngài Munindra nó Ngài bạn ăn mỗi ngày đó, Ngài chia cho sư nửa phần. Ngài dùng cái gì, sư cũng được hưởng cái phần vật thực Ngài dùng về dùng. Sau khi mà sư hết học bổng, đã trong trung tâm thiền định quốc tế, thầy trung tâm họ là từ đó từ 38 tuổi bắt đầu được học đó. Như vậy là ngày qua đó Ngài được học thời gian rồi. Dạ, học nó 3 năm học phương pháp nhưng mà không có học tích cực. Dạ, tích cực nghĩa là học nhiều ngày. Một tuần lễ hay là 10 ngày không có điều gì. Cũng có nhưng mà không có khóa. Chỉ một mình tôi học tại Bồ Đề Đạo Tràng 1967. Thì trong lúc đó đâu có ai, đâu có thiền sinh. Những người đi tìm học Tây Ấn Độ rất là ít lắm. Cũng như sinh viên mà đi học đó tại Răng Đà cũng có bao nhiêu sinh viên Việt Nam, chỉ có 6 vị. Trong lúc đó có tôi thấy trong cái danh sách của Ngài đó, những người ngoại quốc mà đi gặp Ngài, thì tên tôi đó là người thứ 7. Năm sau này, đó, ông có cả 1000 đệ tử, nhưng mà trong lúc đó có bao nhiêu người, vì Ngài cũng mới từ Miến Điện qua ở Bồ Đề Rô Trà. Mà hầu khi Ngài Munindra cũng bắt đầu hiểu như thế nào gọi là danh là sắc, Ngài giải thích rất là rõ, rồi có một sự định tâm, hiểu nào hồi nào thế giờ mình không có loại định tâm này, bây giờ có một loại định tâm đặc biệt, cũng như mà theo dõi được hơi thở rồi đó, cảm giác dễ chịu thoải mái với hơi thở, thì nói phương pháp mà chấp nhận sống trong hiện tại, thì đúng lúc đó thấy tâm thư giãn, thư thái, thì đến ngày mình đặt ra, thì trong 3 năm có niềm tin bắt đầu mạnh với phương pháp tu thiền. Sự thật nếu mình nghĩ cho kỹ đó, vui rất là ít khổ, nhưng mà một cuộc đời của tôi, cũng như tôi kinh nghiệm mẹ tôi mất sớm hồi 9 tuổi, cha đã 12 tuổi, vô ở trong chùa một vị tu sĩ mà không thấy gọi là an vui hạnh phúc. Mình để tìm an vui, nhưng an vui vật chất đó là thường thôi, nhưng mà an vui gì ở trong đạo có an vui gì nữa, cũng như là ở ngoài mình không có certify, mà trong chùa cũng chưa thấy, thì Ngài Munindra mới khuyên mà thấy tôi giải đãi, đổi tới đổi lui không có tinh tấn, họ nói sư đi tu, rồi sư bị ma vương nó gạt, họ nói gì đó, gạt bằng cách nào phiền não của mình. Sư còn nhỏ, sư nói là ở đời nó không vui khổ, như vậy ma vương nó gạt, trong khi người ta sống ở đời người ta hạnh phúc mà sư bỏ, tuổi xuân xanh sư bỏ, sư nói đời đau khổ sư đi tu. Mà bây giờ sư đi tu vào bữa nó gạt sư, nó không cho sư hành đạo mà sư đâu có được gì đó, trong đạo sư cũng không được gì hết. Bây giờ sư bị ma vương nó gạt, ở đời cũng không được gì hết, vô đạo sư cũng không được gì hết, như vậy sư không được gì hết. Bắt đầu tôi tỉnh, bắt đầu tôi cố gắng hành thiền định, vì tôi mới ở lại cũng nên là chưa nếm được hương vị của sự giải thoát, mà cái lý thuyết mình đọc, mình hiểu thôi. Còn cái hành nó kinh nghiệm chưa, nhưng mà cuối cùng thật khi mà đạt tới đó thì có, và cái sự an vui của sự giải thoát có, và trong đạo có, gọi là an vui cái tâm linh, thì có cái đó sự an vui tâm linh. Ananta Panyamai Ananta Gunamai Buddha ki Nirvanandatu. Trong 6 năm, từ năm 1969 đến năm 1974, Ngài Kim Triệu học thiền theo phương pháp Quán Thọ ở Trung tâm Thiền Quán Thọ do Ngài Goenka sáng lập. Ngài Goenka gốc người Ấn Độ, sinh trưởng ở Miến Điện, là vị thầy lỗi lạc dạy thiền Vipassana theo truyền thống của Ngài Ubakin. Ngài Kim Triệu đặc biệt đề cao thầy Goenka là một vị cư sĩ thánh nhân, giới đức rất trong sạch, tâm định rất mạnh và trí tuệ rất cao. Ngài đã thực hiện một sự nghiệp hoằng pháp thật vĩ đại trên khắp thế giới. Vì sao được mấy chuyện qua Ngài Goenka? Ngài Goenka đó, sau khi tu phương pháp để học nữa, tôi thấy nữa, hay nữa, tôi tiếp tục, mà tới 6 năm không đổi đề mục, mà không đổi thầy 6 năm. 6 năm đó là hành thiền liên tiếp 6 năm hay là hành từng khóa hàng năm không? Chừng 1 năm tôi học được chừng 1 khóa, 2 khóa gì đó. Thì trong 6 năm tôi học được 15 khóa với thầy. Tôi tự hành thêm 7 khóa nữa, 7 khóa là 10 ngày. Vì tổng cộng trong 6 năm đó, tự hành tất cả là 22 khóa. Ngài Goenka đấy, người đời mà tâm tình xuất sắc, tâm tình mạnh lắm. Khi ngồi thiền như Ngài Goenka, nay ngồi tới vài phút, 1-2 phút thôi, không có điện bắt đầu giống như điện câu rồi đó. bắt đầu chạy hết cả toàn thân, không có control được chỗ này, xẹt, giống như câu điện vậy đó. Tánh từ nó bỗng mạnh như vậy đó, mà không phải sư đâu, người khác họ cũng cảm giác như vậy, trong thân luôn luôn có cảm giác. Thì cái cảm giác là cái cảm giác nóng lạnh cứng mềm hay là cái cảm giác là khi mà nói là cảm giác thuộc về cái không phải cứng mềm, nếu nói cứng mềm đó thuộc về thân, cứng mềm thuộc là đất. Cái thọ là cái cảm giác dễ chịu khó chịu, thân dễ chịu thân khó chịu, và trong thân này có một cái sinh diệt, giống như mình theo dõi hơi thở cũng hiểu được cái sinh diệt của hơi thở như thế nào. Bây giờ theo thọ này cũng vậy, thọ cũng có sự sinh diệt ở trong thọ, trong cảm giác. Vì cảm giác lúc ta cả tỷ cảm giác giống như là electric vậy đó, cái cảm giác electric là diệt như thế nào. Trong một cái độ mà nhỏ nó cũng có tê, cũng như cục pin vậy đó, cũng đụng nó có cảm giác một cái tê đây, đó là cái thọ mà ngài của gì nè hướng dẫn đó. Từ thọ thô rồi cái đó bắt đầu từ đương thời chế dù chỗ nào cũng luôn luôn cảm giác thọ cả toàn thân, đó gọi là thọ quán năng sinh. Đó là một cái nghệ thuật. Lúc đầu là cái thọ khó thấy lắm như vậy, lúc đầu chỉ niệm giống như là họ nên niệm thọ mà chỉ là niệm thân thôi, cũng không bỏ thân được, nó thọ ở trong thân cũng từ đầu tới chân, nhưng mà mình nhìn chỗ nào có cái cảm giác chỗ đó. Tế bào nó chết sống tế bào gây ra chỗ đó có thọ, có cảm giác. Mà chết sống nó rất là nhanh, mình không tưởng coi không nổi đâu, vấn đề danh sinh diệt của tế bào thì cái đó là gây ra một cái cảm giác ở trong thân. Là cái đó cho nên là cái thân như vậy, từ đầu tới chân á, không có chỗ nào không có thay đổi. Thành ra để chỗ nào cho biết là chỗ đó có cảm giác á, cảm giác rồi bắt đầu mới đi nữa là dễ chịu khó chịu rồi trở lại mới đi này. Như vậy chỉ thân đau thôi, ở luyện của hai chỗ đó đau, nhưng mà phải không có tư tưởng sanh ra, không có sự thích không thích chỗ đó ra, họ mới dùng chữ anicca. Khi mà cảm giác rồi, trong cảm giác thấy trong đó thay đổi, rồi bắt đầu đây là sự vô thường, rồi bắt đầu đi nữa, rồi bắt đầu có một sự thay đổi, đây là một sự vô thường, cứ như vậy. Vậy cái đó thay đổi, có thọ thay đổi, rồi không chấp trong đó, không có sự thích và không thích ở trong thọ, thọ chỉ là thọ thôi. Như vậy chỗ này mà mình thấy ở trong kinh Đức Phật nói gọi là sukha-vetana, dukkha-vetana, upekha-vetana, gọi là thọ lạc và thọ xả. Như vậy cái thân này luôn luôn thọ khổ thọ lạc, không tránh khỏi, luôn luôn nó thay đổi, nhưng mà tâm này đưa nó tới thọ xả, vì cái tâm không chấp thọ đó, không có thích, không thương, không ghét, tự nhiên là phải xả rồi. Thành ra phương pháp này họ luyện này như vậy đó. Hôm nay như vậy thì những người mới đầu họ hành thiền như vậy đó, thì hành thiền bao lâu họ mới thấy thật sự thọ, còn lúc đầu họ chỉ thấy thân sự thật. Cái đó tùy theo thiền sinh. Cái công thức là như vậy, công thức luôn luôn là một đức cái niệm mình niệm vậy, nhưng mà thiền sinh mà đạt được mất thời gian, thấy cảm giác đó họ cho thấy đây là anicca liền. Vì thấy sinh diệt cái đó, thấy rung động, thấy chuyển động, rung động có cảm giác, đó là anicca. Khi mà cái chữ vô thường, thầy khỏi nói được vô thường vì nó khổ, và vô thường tự nhiên là vô ngã rồi. Như vậy họ nắm một cái chữ vô thường, cái đầu tiên đó, vô thường, chỗ nào có rung động vô thường, cái đó là vô thường là không có thường. Mà khi cái nghĩa không thường bắt đầu nó tràn đi rồi, vì không thường cho này, vì chỗ đó nó khổ, và không thường khổ, nó vô ngã, cứ như vậy. Một cái nắm một cái chữ cái thay đổi thì cái đó là một cái chìa khóa gọi là sanh diệt đó. Khi mà sanh diệt đó là vô thường, cũng như thọ quán làm xứ, ta đưa tâm người ta một người đời đưa tới một trạng thái của tâm xã, rồi bắt đầu dùng tâm từ thay nó tốt với trong xã hội rồi. Như vậy người đời ta học rất là nhiều. Trong toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất mong cho thoát khỏi khổ tâm và thù hận và những khổ thân hiểm nguy. Dipama có nghĩa là mẹ của Dipa, có tên tộc là Nani Balabarua, gốc người Bangladesh. Theo người chồng kỹ sư đến Yangon, Miến Điện khi ông đến làm việc ở đó. Bà là nữ hành giả ưu tú của trường thiền Sasana Yeiktha của Hòa Thượng Mahasi. Với sự rèn luyện trực tiếp của Ngài Munindra, đã đạt nhiều chứng đắc phi thường. Bà được Ngài Munindra chọn luyện tập thiền định, jhana, và phát triển năng lực thần thông để chứng tỏ rằng các công năng này vẫn còn chứng đắc được. Bà nhấn mạnh rằng thần thông dính líu nhiều với cái tự ngã và do đó là một chướng ngại cho sự giải thoát, không thanh lọc được tâm, không tăng trưởng trí tuệ. Bà là nữ thiền sư Á Châu đầu tiên được mời thỉnh giảng ở Hoa Kỳ. Tuy qua dạy chỉ có 2 lần, nhưng bà đã tạo một ảnh hưởng lớn lao cho nền thiền học tại Mỹ Quốc. Trong đời thường, phẩm cách giản dị của bà đã chạm vào trái tim của bất cứ ai đã từng tiếp xúc với bà. Đó là vẻ bình an, thanh tịnh, cùng với một tình thương chân thành, luôn tràn đầy. Hai đức tính này tự tỏa sáng do sự vắng bóng của một cái tự ngã, không đòi hỏi ai phải đền đáp lại. Bà đặt niềm tin cao vào khả năng của mỗi ai đang bước đi trên con đường đạo Pháp. Chính niềm tin này đã tạo duyên lành giữa bà và Ngài Kim Triệu ở Ấn Độ, giúp Ngài có được lòng tự tin vững mạnh vào thành quả tu tập của mình. Mùa hè đó, 73, có bà ở nhà nhưng mà sư ở chùa Miến Điện đó, cũng đi xin học thiền đó. Nhưng thời gian ngắn cũng đi gặp bà, hỏi giáo lý. Nếu mà hành thiền khó khăn thì gặp bà này kia đó, để hỏi vấn đề thiền. Năm 1984, bà qua Mỹ dạy thiền, có ghé cư ngụ tại Kỳ Viên Tự, Hoa Thịnh Đốn vài ngày. Bà hỏi thăm kinh nghiệm hành thiền của Ngài từ lúc thực tập ở Mahasi và bên Mỹ. Bà xác nhận những tiến trình kinh nghiệm này cho Ngài Kim Triệu. Trong các khóa thiền, Ngài thường nhắc nhở về gương sáng Dipama như là một cách thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với một vị ân sư, đồng thời cũng là lời sách tấn cụ thể nhất đối với các lớp học trò mà Ngài đã đặt nhiều hy vọng. Khi nào mà mới gặp bà Dipama? Thì đôi khi hành ở dưới ngài Goenka đó, thì tự nhiên có một cái duyên lạ nữa gặp bà Dipama. Thì bà Dipama này cho một đức tin rất là mạnh, là mạnh đối với tôi. Thầy lúc đó tôi thấy bà Dipama giống như một sự sống không từng thấy. Gặp đệ tử của Đức Phật đó, vẫn còn sống, Đức Phật này vẫn còn hiện tại nữa. Vì bà nói vài lời, một khi những lời nói của bà đó nó khắc sâu trong tâm, mà cái niềm tin thật, niềm tin lúc đó hành thiền có một sự thay đổi cuộc đời. Đã thấy rõ hồi đó cuộc đời đau khổ của mình không có thấy vui, tôi không thấy là vì cái vui rất là ít. Ở trong chùa biết chùa và niềm vui theo dục lạc thì không có, nhưng mà vui trong đạo thì chưa nắm được. Nhưng mà khi hành thiền mới có một cái quan hỷ. Tôi thấy là cái niệm thiền pháp hỷ đó, piti tham một piti pháp hỷ, thì khi cái đó làm cho quan hỷ. Ở trong chú giải nói là sự an vui của cõi người, của cõi trời không bằng người thấy được tham piti gọi là pháp hỷ. Một sự thật vậy, trong lúc đó tôi quan hỷ. Tôi gặp bà Dipama, bà sắp tán. Tôi nói là đi đúng đường và chắc chắn sẽ tới. Và nói vậy, khi mà nói chắc chắn sẽ tới, tôi nó không buồn bỏ. Từ đó tôi không buồn bỏ. Theo lẽ học ở Ấn Độ đó, hết khóa học 6 năm là về rồi. Nhưng tôi nghĩ trung tâm không về, ở lại tu. Đến khi nào thấy được Pháp của Đức Phật thì đúng lúc mới tin được. Vậy đó. công việc cũng không thấy phải là tương lai gì ngoài cái pháp hành này. Thì rồi Đức tôi mới hết lòng. Đó tới 17 năm vì lý do đó đó. Rồi tôi đặt niềm tin mạnh nhất và biết bả là có Aphinya. Aphinya là cái thằng thông đó. Vì tôi gặp bả trong một ngày ngộ cảnh đó, gặp bả thì trong lúc đó bả ngồi thiền. Rồi sau khi ngồi thiền bả đang có thành thông. Vì buổi sáng tôi thấy một người đi trước trường đại học đó, một người nữ nhỏ người, mà trong khi buổi chiều đó tôi gặp bả rồi là khác, một người nữ mà lớn, tướng thì lớn, hình ảnh khác, gương mặt khác hết. Rồi khi trong lúc đó mới thấy bà nói chuyện có chánh niệm, bà nói chuyện có niệm, rồi nói của bà đó có một sức mạnh, có sức mạnh trong thịt. Vì vậy đó cô bắt đầu có niềm tin. Bà mới chỉ, bà chỉ thêm nhiều kỹ thuật. Bước 1 phải làm phải làm, bước 2 phải làm, cứ làm như vậy. Đó là bà chị, đó là bà Dipama. Thì tôi cũng có cái niềm tin giống như người mẹ kiếp trước vậy đó. Và Dipama người mẹ chỉ đường đó, chỉ người sách đắng mà. Ai cũng sách đắng, rồi chắc chắn cũng nói vậy đó. Mong cho tôi thoát khỏi sự khổ thân. Mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quý và bằng hữu không có quan trái với mọi chúng sanh. Chung Anagarika đó qua trong một phòng trong 6 năm mà sư tới đó là vì đó ở trước rồi. Vì sư Rathapala là ngài là người Ấn Độ gốc người Bangladesh. Một ngày nọ ông cho biết là có khóa thiền ở Calcutta của một vị thiền sư từ bên Miến Điện qua, ông dạy 10 ngày. Trong lúc đó sư mới ý nghĩ muốn đi học, đi hành thiền nữa, thì mới đi chung với vị sư Rathapala quen biết ở trong trường rồi. Rồi càng quen biết thêm nữa, bắt đầu từ học thiền đã. Mới có sự niềm tin giống như người bạn đạo đi học thiền đó. Chứ mới đi cùng một ngày, một chuyến xe lửa với nhau, ra một cái khóa thiền chung với nhau. Nó là cái duyên đạp thiền mà gặp ngài Rathapala. Rồi từ đó sau khi khóa thiền rồi đó, theo sự tiến bộ của sự thiền, khi mà học thiền mình biết với nhau, rồi thành bạn đạo nhau, nói chuyện về thiền, về sự tu niệm. Đôi khi gặp khó khăn, thì những khó khăn để bạn với nhau, nên mà thông cảm mới càng biết thêm. Lúc mà học hành với nhau đó thì ông không có tiến bộ nhiều, nhưng mà sư mà kêu ông hành thêm 1 tháng á, là với vị thiền sư tuy nhạy là bà Tuppama đó, thì bà hướng dẫn ông rất là khéo, bà có tài, có đức. Rồi sư Rathapala vượt qua những sự khó khăn, là sư thấy rõ. Mà ông đó ông tiến bộ rất là cao, tiến bộ với bà Tuppama đó. Ông vì bạn ông nói thật cái sự tiến bộ, ông giải thích cho nghe. Thì ông ở chung một phòng, hồi trước thấy hành động ông khác, mà vừa hành động khác. Vì lý do đó tôi mới đặt niềm tin. Niềm tin không phải là tin ở gần nhau, mà là lại hiểu biết về vấn đề tâm linh. Là một người kinh nghiệm phó bào khác, thì cái đó mới gọi là Kalyana Mitta, bạn lành. Ở đầu tiên chừng 2-3 năm trước đó không có niềm tin. Khi xưa tại Bồ Điều Đầu Tràng đó 9 năm, rồi ông mời sư vô trong cái ban hội thiền viện Phật Tế đó, cho làm việc chung cho ông. Ông là tổng thư ký, sư là phó thư ký. Cho sư ở trong trung tâm đó trước sau đó, tại Bồ Đề Đồ Tràng đây 9 năm. quen biết nhiều. Rồi sau từ đó cái dịp đi Ấn Độ nhiều lần có duyên, sư mới kêu gọi bà con phát Bồ Đề Tâm xây một cái building đó, một cái tăng xá cho thiền sinh hoặc chư tăng. Tôi học thời đó, bây giờ cái trường thiền vẫn còn, tăng xá vẫn còn tới ngày hôm nay. Đó là nhân duyên của sự gặp gỡ của ngài Rathapala Địa Sư, vừa là bạn học, vừa là bạn Lana, vừa là giống như thầy. Đã học được một cái điểm đặc biệt lắm, ông thẳng thắn lắm, cái gì mình sai đó ông chỉ ngay. Thì chờ đó là sư mới thấy ông là người thật thà ngay thẳng. Hòa thượng Taungpulu là một tại lão sơn tăng Miến Điện mà ngài Kim Triệu đã theo học trong lớp dạy đạo 1 tháng ở Pondicherry, Ấn Độ. Ngài được biết đến là một vị cao tăng lỗi lạc về pháp học và pháp hành, hành hạnh đầu đà trong rừng nhiều năm, có thần thông với hạnh nguyện Bồ Tát. Trong khóa thiền, sư đang học khóa thiền á, ban tổ cho mời ngài đến giảng. Một bạn giảng đầu tiên là sư ngài, ngài thuyết pháp á, rồi sau đó sư mới đi theo học đạo với ngài, đó mà đi theo chứ không có trong khóa thiền. 1 tháng ở Pondicherry, ở Ấn Độ. Sau khi gặp đạo với Đê Rô Trang, rồi ngài đi Pondicherry, sư mới theo ngài học 1 tháng. Đó, học với ngài thôi, nhưng mà không có khóa thiền. Ở gần gũi đó, nghe ngài giảng đạo, thì mỗi buổi chiều đó, ngài có lớp dạy Phật tử, dạy giáo lý, dạy cho sư ngồi dự thính, luôn thì đó ngài mới dạy thiền này kia luôn trong đó. Rồi có người Mỹ này kia gặp họ lại học trong thời gian đó, đúng rồi, 1979. Đó là một nhân duyên đặc biệt. Thêm sau khi sư được giấy mời của hội Phật tử Việt Mỹ đi qua truyền đạo ở bên Mỹ, thì sư mới đi hành hương 4 đồng tâm. Trước khi vào Mỹ, mà trong chuyến hành hương đó, sư có đi qua Miến Điện và Tích Lan. Thế đi tới Miến Điện thì nhân duyên mới gặp ngài Hòa thượng Taungpulu. Rồi sư mới hỏi ý kiến ngài là sư được giấy tờ mời đi truyền đạo ở Mỹ, như vậy sư cần đi truyền đạo trước qua Miến Điện hành thiền hay là nên đi hành thiền trước? Rồi ngài cho biết ý kiến là nên đi hành thiền trước khi vào Mỹ. Rồi sau khi ngài có ý kiến như vậy, thế sư mới lan hồi, sư quyết định vậy thì phải đi hành thiền trước qua Mỹ. Thế sư mới đi hành thiền. Mà trong khi hành thiền đó, sư mới nghĩ là sư đi hành thiền với ngài đấy, với ngài Taungpulu. Thế trong khi mà được visa đi vào bên Miến Điện đó, rồi đi tới Miến Điện, Rangoon đấy, thì biết rằng ngài Taungpulu thì ngài ở xa Ngưỡng Quang, xa Rangoon đó. Sư mới nghĩ nếu mà đi tìm ngài để mà hành thiền đó, thì và đại sư nó cho visa chỉ 1 tuần thôi, 7 ngày. Và nếu mà trẻ không gia hạn á, thì nó hết hiệu lực. Thế sư mới chuyển anh vậy. Thầy phương pháp thiền ở đâu cũng thiền, ngài Mahasi cũng là thiền, ngài Taungpulu cũng là thiền. Rồi sư mới đổi ý ghé trung tâm của ngài Mahasi. Khi ngài qua Mỹ đó, ở chỗ Santa Cruz, sư có tới lui đó đôi ba lần. Sư con lại xuất gia với sư con này 1984, cuối 84, từ ngày qua đó. Rồi sư mới tới đó đó, 84. Sau đó ngày có tới nữa, sau đó sư mới cất cốc ra. 81 ngày đã qua nữa rồi, ngày ta qua 79. Rồi 81 sư qua, ngày qua trước sư mới qua sau. Chỉ nói chuyện ngày bằng telephone thôi. Đó, 11 đúng rồi, 81. Rồi ngày cũng qua khỉa 1-2 lần á. Rồi 84 sư mới mời ngài làm lễ Sima cho cái viên 83, 84 độ đó đó. Sự vận hành của giáo pháp quả thật vô cùng vi diệu. Chỉ vài câu khuyên dạy ngắn ngủi của Hòa Thượng mà cuộc đời tu hành của Ngài Kim Triệu đã rẽ qua một bước ngoặt, đánh dấu giai đoạn mở đầu cho một sự nghiệp hoằng pháp to lớn của một vị sư chân chất khiêm cung. Vâng lời chỉ dạy của vị thầy cũ là nên học thiền trước, dạy đạo sau. Ngài Kim Triệu đã đến xứ Miến Điện với tâm ý là để học thiền với Hòa Thượng Taungpulu. Nhưng rốt cuộc cơ duyên đã định hướng cho Ngài học thiền ở trung tâm Mahasi và đạt thành quả ở đó. Hòa Thượng Taungpulu có một cơ sở hành đạo ở Pundercrick, Santa Cruz. Chính tại nơi đây, trong khu cảnh rừng núi tĩnh lặng của thiền viện Taungpulu, mà Ngài Kim Triệu có nhân duyên mở khóa thiền ngắn hạn cho một nhóm Phật tử Việt Nam, để từ đó bắt đầu cho một làn sóng tu tập thiền quán thật mạnh mẽ, đã lan rộng đến nhiều tư gia, giúp cho việc thành lập các tự viện Nam Tông suốt từ Nam đến Bắc California. Thủ đô Yangon của Miến Điện nổi tiếng với các quần thể chùa vàng Sudagon. Ở cách đó không xa là trung tâm thiền Mahasi, mà viện chủ là Đại lão Hòa Thượng Mahasi Sayadaw. Ngài Mahasi là một trong những vị thiền sư danh tiếng hàng đầu của thế kỷ 20. Có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng khắp các châu Á, Âu, Mỹ trong công cuộc truyền bá Phật Pháp, nhất là pháp môn thiền tứ niệm xứ, Satipatthana. Ngài dạy thiền tại trung tâm Sasana Yeiktha năm 1947. Nhiều bậc tôn túc đến thọ giáo và sau đó thành lập các trung tâm thiền nổi tiếng khắp Miến Điện, như trường thiền của Ngài Sư Minh, Ngài Upanita, Ngài Ukundala. Ngoài ra, Ngài cũng có nhiều đệ tử cư sĩ thành công xuất sắc, tạo được tầm ảnh hưởng rộng lớn khắp Âu Mỹ như Ngài Munindra, bà Dipama trong phong trào phát huy và phổ biến pháp môn thiền quán. Ngài Mahasi cũng là tọa chủ các ban kết tập trong kỳ hội nghị thế giới kết tập tam tạng kinh điển lần 6 ở Miến Điện. Sư đi tới Miến Điện gặp cái sự khó khăn mấy, là muốn thôi lui thấy trở lại cái tâm của mình giống như bằng như không thể hành được. Muốn bỏ trường thiền, rồi xin Ngài vậy thì phải đi gặp vị thiền sư để hỏi ý kiến, và Ngài sẽ biết thầm của mình. Rồi nếu Ngài nói rõ, ôi, ông không có căn đâu, ông có căn tu thiền này, sư về. Rồi sư khi mà đi gặp Ngài đó, thì tự nhiên Ngài nói, giờ này tối rồi, Ngài nói không có ngày thông dịch. Như vậy, sư không biết như nghĩ làm sao, để hỏi Ngài mà không có người thông dịch. Rồi tâm cũng giống như là bất lực rồi. Thì khi bất lực cũng như là không có đường lối đi tới rồi. Thôi về nghỉ thôi, về ngủ. Nào, về cốc ngủ chứ đâu có tính gì nữa. Trên đời về ngang cái chỗ phòng thiền. Tự nhiên đứng chút nghỉ, đi vô hay là đi về. Đó là tâm mà. Tự nhiên có một cái tâm đi vô, ai vô. Thì nhìn ngoài không có người nữa. Nào, yên lặng. Rồi sư đi vô. Thiền đường ta ngồi hết, ngồi êm lặng hết. Sư đi vô sao thôi. Rồi sư mới ngồi. Ngồi sư nguyện. Thầy chết sống chịu thôi. Chết mình chịu. Chứ không cái gì nữa. Khi mà biết định như vậy đó. Chú tâm. Thế bắt đầu tôi tâm nói yên. Chú tâm được. Bắt đầu bắt được đối tượng. Là cuối cùng cái gì? Không có lối thoát, mình nguyện thôi. Mình đã làm cái gì? Mục đích là mình cái gì mình nguyện rồi tiếp tục. Cái đó là cái nghiệp. Vì vậy trong A Thì Đàm giải thích nó, người phàm á, nghiệp chi phối, nó bậc thanh nhân trí tuệ chi phối. Cái đó là luật thiên nhiên. Tốt xấu là tâm của mình, nhưng khi mà mình có căng á thì nó đưa thế vậy. Đó là sự kinh nghiệm ở trung tâm của Ngài Mahasi. Thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp xứ, đó là cái chỗ mà chú tâm. Chú tâm trong thân là một cái xứ, là một cái thiền, rồi thọ tâm. Nhưng mà khi mà sư Ngài mà sư mới vừa giải thích hồi nãy gặp những khó khăn đó. Tâm á, tâm nó xáo trộn không biết làm như thế nào. Nhưng bây giờ vô ngồi thiền, khi mà vô ngồi thiền sư chú tâm hơi thở, rồi tự nhiên thấy hơi thở nó đi thì đâu cái tâm biết như vậy. Cái tâm biết giỏi nhờ chánh niệm và tỉnh thức á. Khi chánh niệm, tâm chánh niệm là đó là tâm sở luôn đã sanh một lực với tâm, diệt một lực với tâm, một đối tượng với tâm, một căn với tâm. Như vậy mới sư thấy là sư kinh nghiệm ở đó, sư thấy là tứ niệm xứ, thầy có thân, có thọ, có tâm, có pháp đủ. Sư mới dạy tâm bị động, đó là tâm rồi. Nhưng mà tâm bị động đôi khi mình không có quan tâm được, phải đi nhờ thiền sư giải quyết. Nhưng cuối cùng ba cũng thiền thôi, người ta cũng thiền, mình cũng tâm, quyết định cũng tâm, ngồi thiền cũng tâm. Bây giờ chú tâm về đối tượng cũng tâm, nhưng mà hết lòng, cho nên hết lòng chú tâm thầy đã bắt được như thế nào họ là gió. Thì khi gió tiếp tục như vậy, thầy khi như vậy mình giải quyết về vấn đề tâm linh của mình. Cái buồn cái lo nó không có, vì do cái tâm định. Tâm định gì? Tâm ở với đối tượng của gió là chuyển động. Đó là sự kinh nghiệm của sư. Tại đó thầy ai biết được tâm đó, ai biết được gió chính là tâm. Thân của người đó và thọ của người đó, tâm pháp ở đó. Nhưng mà đối tượng, một đối tượng niệm, chánh niệm chỉ ghi nhận một đối tượng thôi. Vì vậy sư mới giải thích là Ngài Mahasi Ngài dạy tứ niệm xứ, nhưng mà Ngài hướng dẫn về đối tượng niệm thân nó chặt chẽ. Thầy trong lúc đó sư cố gắng niệm thân nó chặt chẽ, chỉ nó khuyết điểm, tâm nó dễ vô một chút ra, nó quên đối tượng đi. Bắt đầu thấy tâm nó xáo trộn. Bây giờ giải quyết vấn đề tâm nguyện con tâm nữa, lại ngồi con tâm, thầy tâm hết lòng theo đối tượng, thầy được. Như vậy mới gọi là cái đối tượng của thiền bệnh sát là dành sát lại như vậy, thăng tâm. Thời gian này, xứ Miến Điện cũng bắt đầu mở cửa tiếp nhận thế giới bên ngoài. Do đó, cũng tạo điều kiện cho số người đến Miến Điện tu học ngày càng đông, giúp cho Phật giáo Nguyên Thủy và thiền tứ niệm xứ được phát triển nhiều hơn. Năm 2010, Ngài Kim Triệu cùng chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam trở lại thăm trung tâm Mahasi lần thứ nhì. Ngài Kim Triệu cùng phái đoàn đảnh lễ và hành thiền dưới tôn tượng của Hòa Thượng Mahasi Sayadaw để tỏ lòng trí ân vị Thầy khai ngộ cho Ngài, mà nhờ đó biết bao Phật tử ở khắp nơi được hưởng lợi lạc của việc thực tập thiền quán. Ngài và phái đoàn viếng thăm tu cốc của Đại Lão Hòa Thượng Mahasi năm xưa. Nhìn lại dấu tích của vị trưởng lão đã dày công dạy dỗ biết bao nhiêu vị thiền sư lỗi lạc khắp xứ Miến Điện và người ngoại quốc. Kim Triệu cũng diện kiến và trò chuyện thân mật với vị trụ trì trung tâm Mahasi bấy giờ là thiền sư Chatila Sayadaw và được Ngài Chatila trao tặng sách do chính thiền sư viết. Dù có trở về Mahasi hay không, Ngài Kim Triệu vẫn cúng dường thực phẩm thường xuyên đến chư tăng ni và thiền sinh tu học ở đây để hộ trì những người con Phật khác đang miệt mài thực tập thiền chánh niệm như Ngài năm xưa. Ngài luôn khuyến khích và ủng hộ người có tâm đạo đến Miến Điện tu học với lời chúc phúc, mong họ thoát khỏi sự đau khổ của thân và tâm, đạt được an lành, hạnh phúc và thanh tịnh ngay trong cuộc sống hiện tại này. Năm 1980 tập ở Trung Tâm Mahasi mới thấy nhất là ảo tưởng. Ảo tưởng hình như sống như nó thôi, là không như biết như thế nào là sống trong hiện tại không đạt được. Nhưng mà khi mà thiền nó vẫn có, tuy rằng thiền vẫn có ảo tưởng là có, nó chen vào, nó không có khăng khít. Nhưng mà ở trong Trung Tâm Mahasi nhờ cái chương trình nó kỹ lưỡng quá thì thời gian không lâu nó vượt qua nhất là ảo tưởng. Ngài cho niệm chính xác là ngồi bao nhiêu giờ, đi bao nhiêu giờ. Ngài theo dõi nhờ theo chính xác như vậy đó thì cứ niệm thì vượt qua những cái ảo tưởng. Khi mà không có ảo tưởng gì phối mới thấy là thiền. Sự thấy là cái ảo tưởng là khiến cho bị trầm cảm với căng thẳng. Ảo tưởng không gì hết à. Thì cái tâm này tâm cõi dục giới, không quá khứ là tương lai à. Thì tâm nó biết quá khứ, biết tương lai, nhưng hiện tại hời hợt, không chính xác. Đức Phật là nói sống bây giờ mình không có lan hồi được. Nhưng mà khi tập thì cho nên là con đường đạo. Khi mà đúng đạo mới thấy là cái quả của đi đúng là như thế nào, mới lành hồi. Thì sư mới nhớ lời tuyên đán của bà Dipama đó. Bà nói cố gắng sư sẽ vượt qua khỏi những khó khăn mà chính sau đó sư mới kinh nghiệm cái vượt qua được khó khăn nhất là ảo tưởng. Bây giờ biết ảo tưởng đó là ảo tưởng mà không ảo tưởng không ảo tưởng. Cái đó là cái quan trọng của cái hành thiền Vipassana. Ảo tưởng là phải vượt khỏi nó bằng tỉnh thức. Cái tỉnh thức gọi là tỉnh giác đó. Có chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm nó phải khăng khít cho đối tượng, phải hết lòng. Thì mới qua được. Thì qua được cái đó tự nhiên nó thiền, tự nhiên là tiến bộ à. Không có ảo tưởng. Cho nên gọi là tục đế, chân đế. Hầu hết người phàm sống với tục đế, sống với ý niệm thôi. Không thấy chân đế như thế nào, biết là tai là chân thôi, mà không đi sâu trong tai này có cái gì, trong chân có này. Khi mà tai mất rồi, còn chỉ đặt tướng trạng thái của thân và của tâm. Như vậy mới gọi là chân đế. Đó là do thiền Vipassana. Lúc trước mình đi chỗ này chỗ kia vậy, nhưng mà mình chưa thấy giống như là chưa có thể là thấy giáo pháp được. Mình qua Mahasi thì khi đó là mình thật sự là thấy. Bắt đầu thấy. Thấy đó là mình thì khi nó cũng khuấy rối. làm cho tôi bồn chồn khó chịu, không thắc mắc đủ chuyện, không đủ tâm, không tôi gì. Rồi bắt đầu tôi ngồi thiền, có một sự khó khăn cũng như ở trong một tù, sau bị chôn ngồi trong một tù dẫn đến một sự đau khổ vậy đó, không có tương lai. Rồi bắt đầu tôi theo đối tượng cũng như theo độ gió, bắt đầu là theo một cách suôn sẻ, thì gió đi tới đâu tôi đi tới đó, gió đi tới đâu tôi đi tới đó, thì mới biết Đức Phật dạy tới gió có 6 loại gió vậy đó. Hồi đó mình bắt gió mất rồi, thở ra mất còn chơi với, thở vô bắt đầu mất mình còn chơi với, bắt đầu rồi tâm cứ loạn lắc, biết được gió lắc tâm nó phóng gió, rồi bắt đầu mình theo dõi gió. Bây giờ gió đi tới đâu mình đi tới đó, gió đi tới đâu thì đâu có còn gì mà đau khổ nữa. Nè, thành ra thấy một cái vi diệu. Rồi cái gió là phương tiện của gió, mình thấy gió thôi, bắt đầu cái tâm mình một cái tâm giải thoát không dính mắc. Nào, quý vị cái không chấp cái đó là cái không đau khổ. Quý vị mình thấy ngũ quẩn là ngũ quẩn, mình khổ vì mình chấp thôi. Chấp sắc quẩn này là tôi, rồi thọ quẩn là tôi, tưởng quẩn là tôi, thức quẩn là tôi, tất cả ngũ quẩn là tôi hết. Nhưng mà bây giờ có một trí nhớ ghi nhận và một cái tâm hay biết cái sát pháp là sát pháp thôi, mình làm gì nói là sát pháp là sát, gió là gió vậy đó. Thì cái đó là một vi diệu của Đức Phật, là nói vô thường. Cái nào vô thường là vô ngã. Như vậy cái ngã đó tự nhiên nó không còn dính hồi trước, nó thấy cái thôi chính là cái tà kiến đó. Cái tà kiến thường kiến nó luôn ở trong tâm, luôn đó là trong tâm. Nếu mà khi mình chỉ mất cái đó thôi là một cái khác hẳn. Thì chỗ này cho nên ở trong lý mình Đức Phật thuyết đó, chánh kiến Đức Phật nói đặc biệt chánh kiến mới chánh tư duy, vì chánh kiến là cái nhất, cái đó là lý thời Đức Phật thuyết. Nhưng mà khi hành bên hành giới, hành định, huệ, chánh tư duy rồi mới chánh tới chánh kiến, hết rồi. Chánh kiến là hết rồi. Như vậy chánh kiến là thấy đúng, thấy đúng, nó còn cái gì nữa mà sự thật nó là người hết rồi, đâu có gì thắc mắc sự thật. Thành ra nó là đất, nước là đất, lửa là lửa, gió nó là thọ là thọ, tâm là tâm, thức là thức vậy đó. Bắt đầu sự thật như thế. Thành ra chỗ đó là một cái hiểu sai của mình, cái tưởng sai, tâm mình cũng sai luôn, hoặc kiến cũng sai luôn cả. Tưởng lầm và nghĩ lầm mà mình bắt đầu mình thấy cũng lầm luôn, ba cái lầm. Vì vậy cái thiền tứ niệm xứ đó, bất cứ phương pháp thiền nào mình học cho đúng và theo dõi thì nó đi tới kết quả. Đi ở trung tâm của ngài Mahasi, nhà tôi gặp nhân mình vì sư bạn ông dịch rất là giỏi. Tôi nghĩ là vị dịch này đó chắc ngài thiền sư ngài muốn nói, vị này nói theo ngài thiền sư đó, nghĩa là tôi nghĩ chứ không biết phải không. Thì ngài thiền sư chỉ ngồi vậy đó. Rồi ông hỏi tôi nói, rồi bắt đầu trả lời, ông giải thích cho tôi nghe sao đó. Rồi tôi nghĩ ngài thiền sư này chỉ làm thích rồi, ngài không nói gì hết. Rồi cái này chỉ dịch rồi nói để mình nói thôi, dịch tự giảng, dịch thì ngài thiền sư chỉ nghe thôi. Sau khi đó tôi hỏi là vậy sư hành là sư đã tới đâu rồi? Ông nói không, hai tôi chưa tới đâu hết á. Ông nói vậy, tôi thấy sư hành thiền tôi quan hỷ quá, tôi thấy sư ngồi tôi muốn ngồi chung với sư. Ông nói lại các vị thiền sư đó, thì hướng dẫn đó, hầu hết các vị hướng dẫn tới tuệ sanh diệt thôi, ngoài đó mình tự đi thôi, các ngài không có dạy thêm nữa, cũng như hỏi đường ta chỉ đưa tới ngõ tư đó thôi, bắt đầu đường đó đi, mình tự đi thôi, gặp cái gì chuyện của mình đi đó rồi đi đường đó đó. Nhưng mà vấn đề đi tới ngã tư rất là khó, con đường nhiều. Họ mới hỏi mình là tôi mà từ đó đi đường đó đi, rồi khỏi lộn rồi đó, bắt đầu mình đi rồi. Gặp khổ, gặp khó khăn cái gì thì mình chỉ một con đường thôi. Vì vậy tôi biết tuệ khác, tuệ sợ, cũng mình sợ đó, thiền sư đâu làm cho mình sợ, chán nản thiền sư đâu làm cho mình chán nản. Nhưng mà khi sanh diệt phải nói, thấy không thấy rồi thấy mất này khác không là cuối cái hồn thấy mất không, cuối cái sẹp thấy mất không, ngài nói gì cái mất có rồi mất có mất cho mình hiểu là hồ như thế nào là sanh diệt. Vào năm 1997, Sư Kim Triệu tìm đến trung tâm Sư Minh cũ để học pháp thiền niệm tâm. Vạn pháp trên thế gian này do duyên. Duyên sanh đây vạn pháp sanh. Từ 81 tới 97, 17 năm. Rồi trung tâm Mahasi đó có lẽ kỷ niệm 50 năm. Rồi trung tâm mới mời sư đi dự lễ. Ngoài dự lễ, sư có một cái nguyện làm sao sư học được cái gì thêm nữa. Sư mới muốn học về cái phương pháp niệm tâm tử. Thì khi đi dự cuộc lễ đó rồi đó, sư tìm vị mà dạy tâm từ đó, thì có người Phật tử thiền sinh nói có một trung tâm của Ngài Xuyên Minh. Ngài về niệm tâm, mà sư nói niệm tâm là tâm từ rồi. Thì khi đi gặp Ngài đó, Ngài hỏi đến đây làm chi? Sư nói đến đây để học thiền. Ngài nói từ đâu lợi? Sư nói từ trung tâm Mahasi. Ngài nói trung tâm Mahasi cái đó là đại học rồi. Vậy lại đây học cái gì? Rồi sư mới giải thích muốn học thêm như Ngài, được chút ít thêm gì nữa để mà đi hướng dẫn bà con. Thì Ngài mới cho. Mà khi cho vùng ốc rồi đó thì chờ đợi một ngày, hai ngày rồi mới xin phép đi gặp với Ngài. Trong khi gặp với Ngài đó, Ngài mới gọi một người đệ tử của Ngài đó là Ngài Uti từ nhà đó lại ngồi để mà trả lời câu hỏi của sư hỏi. Câu hỏi nào mà vị thì thiền sư Tuệ Tự Gia trả lời không được đó, thì Ngài trả lời. Rồi sư mới hỏi Ngài đến đây sư mà học tâm tự. Ngài nói alopo đó là không tham, atoso không sân, amoho không si. Như vậy mình trừ cái sân đó, tự nhiên cái metta nó lại tự động thôi. Mà metta này không phải là metta đối tượng của metta, là do mình trao dồi tâm mình được trong sạch, tẩy trừ tâm sân của mình, tự nhiên tự động cái tâm từ trở lại. Như vậy sư đặt niềm tin như Ngài 100% rồi. Ngài là vị thiền sư. Một ngày, hai ngày, ba ngày chờ đợi. Hỏi vậy ở đây có vị nào hướng dẫn? Ngoài Ngài nói có một vị thiền sư trẻ, sư mới xin gặp Ngài. Thiền sư trẻ tuổi đó, Uttiya đó. Bây giờ sư hỏi như thế nào là tâm quán niệm xứ? Ngài ngồi gần đó, Ngài chỉ đụng sư một chút thôi. Mà trong khi đụng đó, Ngài hỏi có biết không? Có biết là ông đang động không? Sư nói biết, ông đó đã tâm sự ở đó. Như vậy là đã hay biết. Hay biết là xúc ở mắt, tâm ở mắt thì thấy, tâm ở tai thì nghe, tâm ở mũi thì biết mùi, tâm ở lưỡi thì biết vị, tâm ở thân thì biết động, xúc ở động thì động cứng, động mềm, động nóng, động lạnh, động chuyển động. Thay cái động đó mình hay biết cái động đó. Đó là cái động hay biết đó, cái đó là tâm. Xưa là hồi được. Rồi một cái tâm là hay biết thôi. Hay biết là hay biết suông thôi. Nếu ở mắt chỉ biết suông màu sắc thôi, không suy nghĩ. Ở tai chỉ biết suông âm thanh thôi. Ở mũi nó biết suông mùi thôi. Ở lưỡi biết suông vị thôi. Ở thân biết suông động thôi. Hay biết là tâm. Động là tâm rồi. Động thì xưa chỉ đi kinh hành thôi. Đi tới đi chỉ động thôi. Thế vậy đi mà cũng động, vừa biết đi vừa biết động, luôn luôn động là xúc. Thế cái đó gọi là tâm quán niệm xứ. Khi mình hành thiền rồi cái đức tin tin mạnh thêm. Rồi Ngài Xuyên Minh đã Ngài cất một cái trung tâm mới. Sư nghe thì trong năm đó sư cũng đi thăm trung tâm mới. Khi đó sư có niềm tin nó phát tâm mạnh. 1998 sư đi nữa. Mỗi năm sư đều đi rồi tới 5 năm lần. Nhưng mà năm thứ nhất là hành thiền, năm thứ nhì cũng hành thiền. 98 là sư bắt đầu đi lần thứ hai đó. Sư mới hứa cũng cho một máy điện. Rồi 99 bắt đầu xây cất. Sư đi tới nữa, bà con cũng đi theo sư đi hành hương đó. Rồi bà con đóng góp đó, xây được những kỷ niệm. Cũng xây cất được một building 2 tầng. Cái building nhà thiền sinh ở. Năm thứ nhì đó mới xây cái thiền đường đó cho ngồi thiền đó tới giờ. Đó thứ hai, thứ ba đó sư mới cất một cái cốc bà con Hồng Phước, cũng như có cô hai quý cô bà Hiền ở Seattle đó, cũng sư một số tồn tại. Từ cái đó là cái vốn rồi kêu gọi bà con thêm thì cất được một cái cốc riêng đó. các con khá lớn, sư cũng cúng dường cho trung tâm thiền đã làm thư viện. Rồi từ 97, 98, 99, 2000, 2001, đó, như vậy là 5 năm. 2002 sư không đi vì sư không được khỏe, thế năm đầu ngày tịch. Do đức tin mạnh mẽ vào giáo pháp của Đức Phật, qua pháp thiền niệm tâm, Ngài Kim Triệu đã hướng dẫn các Phật tử từ Mỹ và các quốc gia khác, luôn cả Việt Nam về đây tu học, cùng nhau đóng góp vào các công trình phát triển nhiều năm, từ năm 1997 đến năm 2002. Đêm siêu minh tĩnh mịch và thanh vắng, hòa theo khúc nhạc đêm khuya là bếp lửa của ai đó đã nhóm lên từ bao giờ. Ngọn lửa hồng như tấm lòng của những Phật tử thuần thành, mong hành giả có được bữa ăn ngon lành, no bụng, để đủ sức hành thiền. Những công việc thường nhật thầm lặng này, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được, kéo dài từ năm này qua năm khác, giúp trợ duyên cho mọi người vững tâm tu thiền. Sau buổi hành thiền sáng sớm là những công việc chấp tác hàng ngày của các chư tăng ni và thiền sinh. Người thọ thực trong chánh niệm với lòng biết ơn những thí chủ đã hộ độ cho mình trên con đường tu thiền đầy kham nhẫn và gian khó. Họ cố gắng hành thiền và hồi hướng phước báo này đến các thí chủ và mọi người. Đi bát là một truyền thống lâu đời có từ thời Đức Phật và được truyền thừa trong Phật giáo Nguyên Thủy Theravada đến ngày nay. Dân Miến Điện vẫn luôn hộ trì chư tăng đi bát với niềm tin sâu xa rằng để mong những bước chân này đem giáo pháp bất tử của Đức Phật truyền bá khắp nơi, làm lợi cho xã hội và quần sanh. Dù mưa hay nắng, ngày hay đêm, hành lang này đã nâng đỡ bước chân cho biết bao nhiêu thiền sinh từ khắp nơi đến tu tập, hành chánh niệm. Nhiều Phật tử Việt Nam ở khắp nơi noi theo gương Ngài Kim Triệu đến trung tâm Sư Minh để học phương pháp này. So after the Ukha Pinyo come to practice, then all Vietnamese come to this center and learn from this Chittanupasana in Xuyên Minh. Các thiền sinh miệt mài thực tập chánh niệm, dù trải qua bao gian khó và thử thách cả thân lẫn tâm, chỉ để mong thấy được ánh sáng niết bàn nơi tâm. Dù các hành giả có niềm tin nơi Tam Bảo và phương pháp hành thiền tứ niệm xứ đã được chỉ dẫn một cách kỹ lưỡng, nhưng nỗ lực tinh tấn của mỗi hành giả có khác nhau, ba la mật của họ cũng khác nhau, khiến con đường đưa đến giác ngộ không dễ dàng. Cuộc đời dù dài hay ngắn, lòng tin của hành giả vào giáo pháp của Đức Phật không thay đổi, vì họ thấy được lợi ích của giáo pháp quá lớn lao, quá vĩ đại và cao thượng so với sự hữu hạn và bất tội nguyện của đời người trong vòng sinh tử luân hồi. Well, we need to know, but we need to check our awareness all the time. So how the awareness increases, or you can see how awareness decreases. Beginning we are meditating is different, is bad or good and bad, different, distant, very high. Sometimes good, sometimes bad, sometimes good, sometimes bad. And slowly you know why. Why your meditation good, why meditation going down, and slowly it's distance is like this, not very far, like this. And more skillful, more understanding your meditation like this. Khi mình thiền phải dùng sampajanya, đây là cái chữ sam là thấy một cách là sáng suốt, thấy một cách tỉ mỉ rõ ràng không đó. Nhưng mà tại sao mà khi mà có một vị đi tới gặp Đức Phật đó, Đức Phật nó nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy thôi. Vậy mà sao mà ông thầy là ông đắc ngộ như vậy? Hai cái câu nó nghĩa là có mâu thuẫn nhau. Thì cái sự cái chữ thấy chỉ là thấy, vừa thấy chỉ là thấy, vừa thấy nó ba rồi, nó có thấy nó ba rồi, thấy chỉ là thấy rồi, còn có gì nữa? Thấy rồi còn cái gì nữa? Rồi nghe chỉ nó nghe rồi, còn còn cái gì nữa? Nghĩa là em tin hết rồi, thầy đúng đó không còn cái gì, chỉ thấy thôi. Rồi bắt đầu cho nó a sợ quá đó, gọi là lầu hoặc nó mất trong giây phút đó. Ôi hồi nãy bây giờ mình thấy cái gì, cái đó cái gì bắt đầu một là của cái thấy này thế kia, thấy gì bắt đầu qua cũng như này, chụp qua đẩy qua, không có nghĩ gì kịp hết, không hết còn không hết rồi, nó tắt mất rồi, cháy mất rồi, thấy gì thấy rồi, cái quyển nó sáng lậu hoặc nó mất rồi, thấy vừa thấy thấy rồi, nghe rồi, nghe nó mất rồi, rồi thấy nó mất rồi, mà bây giờ mình chính ở trong cửa cũng chính ở trong cái cửa vậy, mà cái tâm của mình nó đâu phải như vậy, trong khi cái này đâu phải đây, nó ở yên như cửa mà cái này cứ xẹt là tâm nó rồi biết bao nhiêu khúc, là một giây biết bao nhiêu khúc mà được chụp. Thầy chỗ này các bạn đã thấy khóa học bây giờ nó chụp cho mình thấy cửa cho mình thấy làm sao mình thay đổi được, mình dính mắc ở trong trố đường đó, màu sắc đó, dính mắc màu sắc tên tuổi đó. Còn bác ở đây nó thấy thì thấy thôi, bắt đầu nó đi xong. Thấy chỉ là thấy thôi à, cái này cũng đi, cái này cũng đi thôi, cái đó cũng thay đổi, con mắt cũng thay đổi nữa. Máy nó bắt đầu nó thấy cái kia đối tượng cứ qua cái này bắt đầu thấy mất giống như máy vậy đó. Bắt đầu chụm cái đường đưa qua, chụm cái đường qua rồi, không có chơi, không còn cái gì nữa, không còn cái gì là thường hết đó. Rồi bắt đầu lọc không có cái gì hết đó. Nhưng mà đáp mở thấy một cái xúc động, mà rồi lại mình coi một cái xúc động lòng dính mắt với nó rồi, mà máy móc không mà dưỡng không mà khi coi nó không buông mình dính mắt rồi đó, chắc rồi thủ rồi đó là vậy. Thì chỗ đó cái trí tuệ ngày cao đó, trí tuệ cao thấy vậy là thấy được. Này ba danh này, con hãy học theo Như Lai của mình. Nè, khi mà thấy con chị là thấy rồi, nghe, ông nghe rồi, có biết nghe rồi, thấy rồi đó, thấy cái chục quần đẩy qua rồi có cái gì nữa rồi, cái gì nó vậy, bắt đầu nó sống được hiện tại rồi, gọi là sống được hiện tại, có nghĩa là bị được khu sống, được quan thân trong thân ngoài thân. Cái lý là đôi khi mình bắt đầu mình tập không được, bị cái ô nhiễm ở trong tâm rất là nhiều. Nhưng vì đó Đức Phật này thấy giác ngộ cái đó, thành ra mới đệ nhất giác ngộ nhanh đó, ba giác đó. Đó, thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi. Mùi vị động, chế là mùi vị cái thiệt thôi. Mùi nó động, đúng nguyên nhân mới động bắt ra mùi thôi. Tại sao mình nhảy thích không thích nữa? Tại sao tâm mình nhảy thì càng thì nó nói gì? Mày sống đi đó. Thì chỗ đó ba giác nó giác ngộ đi. Đức Phật lại bỏ đi rồi. Bây giờ con hãy sống như vậy. Nhưng mà mình đâu có gì biết là bao nhiêu thấy các ngài cũng niệm như vậy, khó thật là khó, vì cái ô nhiễm mình nó nhiều, ô nhiễm cũng như là bệnh nhiều, bệnh nan y phải uống thuốc rất là nhiều.